Biết hồi con mới tập ăn dặm thì các mẹ chọn thìa nào nhở? Bây giờ mình hợp tác nhất với em thì ăn dặm nhà Mo Zoom thôi ấy. Nên là hôm nay mình sẽ khui hẳn hai hộp thìa mới để review cho các mẹ nha. Một hộp thì sẽ có hai thìa ở bên trong, các mẹ mua lẻ thì cũng được nhá. Ba màu này thì siêu xinh mà thìa thì cũng nhỏ gọn lắm luôn ấy. Mình lựa chọn thìa silicone của Mo Zoom là vì nó rất rất mềm, sẽ không gây ra tổn thương cho vùng miệng của con trong quá trình mình đút cho con ăn. Silicone được sử dụng để làm thìa ăn dặm thì cũng là silicone chuyên dụng trong y tế nên sẽ không sinh ra các chất độc hại trong quá trình sử dụng. Cán thìa của Mo Zoom thì có độ cong tự nhiên vừa phải, thân cán có lớp nhám thành trơn, đủ dày dặn cho mình cầm và cũng đầm tay cho con khi về sau con tập ăn dặm nữa. Đầu thìa của Mo Zoom thì sẽ hơi vát một chút. Mình thấy nhiều mẹ sợ nó không bo tròn thì sẽ làm đau con, nhưng mà đầu thìa của Mo Zoom rất 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 là mềm nha. Lại còn được tráng thêm lớp phủ mượt này giúp con ngậm lấy thức ăn dễ hơn mà sẽ không gây ra đau chút nào cả. Lòng thìa nông nên là sẽ phù hợp với các con mới tập ăn dặm nha. Mình thấy đầu thìa rất là mỏng mềm mà thoải mái uốn gập luôn ý. Từ thân cán xuống dưới miệng thìa thì sẽ không có điểm G nên là con dễ ngậm theo được cứ miệng. Mẹ nào mà đang chuẩn bị đồ ăn dặm cho con thì đừng bỏ qua em thìa silicone của nhà Mo Zoom này nhá. Link sản phẩm mình để trên đầu trang TikTok của mình nha.